Wow, chào tất cả các bạn. Trong bài video diễn đàn ngày nay, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập phần 2 của chuyên đề động từ nguyên mẫu và động từ dạng vô hình. Ok, so now let's get started, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và cô đã bảo rồi, nhiệm vụ chúng mình đó chỉ là đơn giản là gì? Learn all the phrases by heart. Học thuộc tất cả các cấu trúc, nhớ chưa? No way. Cái phần này cô không thể giúp được, cô chỉ giúp về phần dạy thôi. Còn phần nhớ là việc của chúng mình. Ok, now let's go. Câu số 1 nhé. Instead of buying a new pair of shoes, I had my old ones. Chúng mình có một cấu trúc như sau các bạn này. Cấu trúc mình nhờ vào khác là mình cũng tự làm được ạ. Thì chúng mình có cấu trúc gốc như sau ạ. Have something cộng với phần thứ hai. Đúng ạ. Câu này thế này. Tôi, I had my old ones. Có đúng là something không ạ? Phần thứ hai đây sẽ phải là đi đọc nhé. Qua mời chúng mình sang câu số 2 nào. It is possible a train across Canada. Ở đây chúng ta có tính từ possible. Vâng, thế thì chắc chắn ở đây phải là to verb. Vâng, chỉ thể hiện sự gì? Mục đích. Nhá. Câu số 3 này. Now that we finished painting the house, there is nothing left. Vâng, khi mà chúng tôi xây nhà xong, sơn nhà xong, thì chẳng có gì để mà làm cả. Đúng ạ? Vâng, ok. There is nothing left. Ok, để mà làm cả. Chỉ mục đích, đúng ạ, mục tiêu. Vậy đây sẽ phải là A, to verb nhé. Qua mời chúng mình tiếp tục câu số 4 cho cô nào. Before we leave, let's have Shelley a map for us so we won't get lost. Ở đây chúng ta có động từ get lost, có nghĩa là lạc đường. Qua dịch câu này nhé. Trước khi chúng tôi rời đi, làm sao ạ? Hãy nhờ Shelley vẽ cho bản đồ để chúng ta không bị lạc đường. Đúng ạ? Thì đây lại là một cấu trúc là gì ạ? Nhờ ai làm gì đó? Chúng ta có cấu trúc như sau. Đó là have somebody do something. Cấu trúc này có nghĩa là nhờ ai làm gì đó. Vâng. Vậy câu 4 của chúng ta sẽ phải là A các bạn nhé. Qua mời chúng mình làm cho cô câu số 5 nào. Câu số 5 nhé. Ok. I can hear a cat at the window. Vâng. Tôi có thể nghe thấy con mèo cào vào cái cửa. Đúng ạ? Vâng. Thế thì các bạn nhớ cho cô là chúng ta chỉ có hai cấu trúc như sau. Đó là các động từ như là hear, sẽ là see, hay là notice, hay là bắt gặp là gì ạ? Catch. Vâng. Somebody do something, hoặc là doing something. Vâng. Tất cả những cái động từ này, mà somebody do something này, có nghĩa là gì ạ? Nhìn thấy ai, để ý ai, bắt gặp ai, làm cái gì đó. Tức là cả quá trình người ta làm cái hành động đấy. Được không ạ? Nhá. Thế còn, ở đây chúng ta sẽ dùng gì đấy ạ? Vâng. Doing something. Khi mà mình thấy họ đang làm gì đấy thì đúng không ạ? Thế thì trong câu 5 này chúng ta thấy không có từ scratch cào vào ạ. Vâng. Thì đương nhiên chỉ có thể là see mà thôi, scratching các bạn nhé. Và mời chúng mình làm cho cô câu 6 nào. I think your mother should let you. Vâng, chúng mình có cấu trúc như sau. Let somebody cộng động từ nguyên dạng, có nghĩa là cho phép ai làm gì đó. Vâng. Cho phép bạn tự quyết định. Đúng không ạ? Vâng, vậy cô 6 sẽ là A các bạn nhé. Các bạn có thể ghi cấu trúc cho qua này. Make up, ghi cấu trúc với những cái này nhé. Make up one's mind, có nghĩa là đưa ra quyết định. Ok. Cô mời chúng mình sang câu số 7 nhé. The police never found the money in the robbery. Vâng. Cảnh sát không bao giờ tìm cái tiền mà mới ăn trộm trong vụ trộm mà. Đã bị ăn trộm rồi không tìm được. Đúng không ạ? Vâng. Thế thì đã bị ăn trộm rồi thì đây chắc chắn phải là phần thứ hai, mang nghĩa bị động, đã bị ăn trộm rồi nhé. Câu số 8 cho qua nào. Do you know what made so many people? Chúng ta có cấu trúc như sau các bạn nhé. Make somebody cộng động từ nguyên dạng. Ok, bảo ai làm gì. Đúng không ạ? Vâng, bạn có biết là cái gì làm cho nhiều người sơ tán nhà của họ đi không? Vâng, vậy chúng ta cần động từ nguyên dạng đây phải không ạ? Và động từ nguyên dạng đây chúng ta sẽ là A, evacuate. Evacuate, động từ này có nghĩa là sơ tán các bạn nhé. Qua mời chúng mình làm cho qua câu số 9 nào. Câu số 9 nhỉ? Đó. Nào. Bread, you usually need flour, salt and yeast. Vâng. Để làm bánh mì thì bạn cần phải bột này, bột mì này, muối này và bột nở. Yeast có nghĩa là bột nở. Vâng. Vậy câu này của chúng ta sẽ phải là B nhá. To make, để làm cái gì đấy. Ok. Qua mời chúng mình làm cho cô câu số 10 nào. We saw our favorite ballet at the theater last night. Vâng, chúng tôi nhìn thấy, chúng ta nhìn lại cấu trúc này. Saw có cái từ see đúng không? See,
Đấy, được không? Ok, rồi. Something, see something thì lại phải phân từ hai đây. Thấy cái gì được nhá, chứ không phải như cái cấu trúc qua vừa nói phần này, không phải cấu trúc này. Tân ngữ của chúng ta đây là somebody mà nhá. See, notice, catch, hear somebody do something. Đấy là somebody là tân ngữ chỉ người. Nhưng ở đây chúng ta là tân ngữ chỉ vật. Và our favorite ballet, à cái vở ballet yêu thích của chúng tôi, đúng không ạ? Thế thì đây chúng ta dùng phân từ hai ở đây. Vậy đây sẽ phải là see các bạn nhé. Nào, câu dưới nào. He was never hurt. Vâng, anh ta không bao giờ được nghe nói lời cảm ơn. Vâng, thế thì câu này là câu bị động thì chúng ta phải dùng to verb ở đây, to say thank you. Câu số 12 nhé. I was delighted. À, ở đây chúng ta có từ delighted là có là tính từ phải không? Thì chắc chắn đằng sau phải là to verb, có nghĩa là chỉ mục đích. Tôi rất hào hứng khi mà gặp những người bạn cũ của tôi, được gặp lại, đúng không? Rồi, vậy câu này của chúng ta sẽ phải là to see. Câu số 13 nhé. Two friends is nice, but alone is more is also enjoyable. À, nói chuyện với bạn thì rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà ở một mình thì cũng tuyệt vời mà, cũng thích thú đấy chứ, đúng không? Và đứng đầu câu từ verb be, đây sẽ phải là the talking và be. Ở đây chúng ta có từ but, tức là dùng trong cấu trúc song song. Ở đây là verb in thì đây cũng là verb be các bạn nhé. Tức là cái loại từ hay cấu trúc trước từ but hay từ and cũng thế, hay từ or cũng thế, cũng là dùng trong câu so sánh, câu parallel, tức là câu gọi là câu song song đấy các bạn ạ nhá. Rồi, thế từ câu số 14 cho qua nào. I'd rather to Elvis than the Beatles. Chúng mình có cấu trúc như sau. Would rather, chúng ta có cấu trúc nhá. Would rather do something than do something. Thích làm gì hơn làm gì. Ok, vậy câu này của chúng ta sẽ phải là ấy nhé. The rather viết tắt từ would các bạn nhé. Rồi, con mời chúng mình làm cho câu số 15 nào. I can make myself, vâng, make somebody cộng với tính từ. Tôi tự làm cho tôi hiểu được tiếng Anh khá là tốt, đúng không ạ? Vậy chúng ta cần phân từ hai đây. Phân từ hai đây chính là understood các bạn nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta làm bài dưới cho qua nào. Bài dưới 6 nhé. Rồi, nào, một sẽ là gì đấy ạ? The television programs that we allow influence their learning. Ok, chúng ta có một cấu trúc đầy đủ như sau. Cho phép ai làm gì đó? Cấu trúc là allow somebody to vote. Vâng ạ, cho phép ai làm gì đó. Vâng, cái câu này của chúng ta sẽ phải là be by. Allow somebody to vote. Ok, qua mời chúng mình làm cho cô câu số 2 nhé. Stop, dừng lại. Đối với động từ stop chúng ta có những cấu trúc như sau. Stop verb in, tức là dừng cái việc đang làm. Ví dụ cô bảo một người đang nói chuyện trong lớp quả chứ, stop talking please. Bạn vẫn ngừng nói đi, đúng không ạ? Thế còn stop to verb có nghĩa là gì? Dừng việc A để làm việc B. Ví dụ cô đang đi đường nhá, cô dừng xe lại, cô mua dâu tây chẳng hạn. Thế cô sẽ nói như sau. I stop to buy some strawberries, đúng không ạ? Và vậy câu này mình gì là họ không ngừng hát và nhảy mãi tận 11 rưỡi đêm. Khi mà làm sao? There was a power cut, tức là mất điện. Vâng. Vậy câu này có nghĩa là dừng cái việc đang làm, phải là verb in. Vậy đáp án sẽ phải là A các bạn nhé. Qua mời chúng mình làm cho cô câu số 3 nào. Now, when his wife arrived home after a hard day at work, he had sitting on the sofa. Ok. Nào, khi vợ về nhà sau một ngày làm việc vất vả ở chỗ làm thì anh ấy ngồi ở ghế sofa và xem TV. Đúng không ạ? Vâng. Vậy thì hai động này cùng xảy ra đồng thời. Vậy đây sẽ phải là ok, watching TV. Câu số 4 nhé. You're lucky you haven't got a child, said the man. Vâng. Bạn rất là may mắn, bạn không có con để mà chăm sóc. Vâng. Để làm gì đó thì phải là to work, vậy phải là see, to look after. Cô mời chúng mình sang câu số 5 nhé. Câu số 5 nào. A cat suddenly ran across the street. Fortunately, he managed just in time. Vâng. Con mèo đột nhiên là đi sang đường. Thật là may mắn nó đã ăn sao, nó kịp thời dừng lại đúng lúc, không là bị xe cán luôn, đúng không? Vâng. Manage, chúng ta có cấu trúc đó là manage to work, có nghĩa là xoay sở làm gì đó nhưng mà có sự thành công các bạn nhé. Vâng. Vậy cô Nam phải là A. Ok. Câu 6 nhé. First fact to most land in our country. Vâng. First fact cần được thêm vào đối với tất cả các hầu như mảnh đất nước của chúng tôi. Ok. Vậy câu 6 của chúng ta sẽ là gì ạ? Chúng ta sẽ cần
Các bạn biết không ạ? Trong tiếng Anh á, chúng ta có cấu trúc bị động với need như sau. Need, khả năng thứ nhất đó là verb in. Cấu trúc số 2 đó là need to be verb. Thế mà chủ thể của chúng ta ở đây là first part, tức là vật rồi. Vậy chúng ta phải dùng bị động, đúng không ạ? Vậy câu này của chúng ta sẽ phải là C nhá. Need to be added. Tiếp tục, qua mời chúng mình làm cho cô ha. Câu số 7 nhé. Câu số 7 nào. Whenever those two ladies meet, they stop. Và bất cứ khi nào hai người phụ nữ này mà gặp mặt thì họ sao? Họ ngừng lại để nói chuyện với nhau. Vâng, gặp nhau cái là phải dừng lại việc đang làm để nói chuyện với nhau luôn. Ok, rồi. Câu số 8 nhé. It's still raining, I'd rather home and watch football on TV. Vâng, trời lại đang mưa rồi, vẫn còn mưa, tôi muốn ở nhà và xem TV, đúng không ạ? Vâng, với câu 8 của chúng ta sẽ phải là C. Would rather do something. Các bạn nhé, muốn làm gì hơn. Đồng ý các bạn. Rồi, qua mời chúng mình làm cho cô câu số 9 nhé. I think I hear someone the back windows to hear it too. Tôi nghĩ là tôi nghe thấy ai. Làm sao ạ? À, tôi nghĩ là tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đang cố gắng mở cửa sổ đằng sau. Bạn nghe thấy không? Vâng. Vậy cô chính của nhà sẽ phải là gì ạ? Be boy. Vâng. Hear somebody doing something. Nghe thấy ai đang làm gì đó. Và chúng mình có một cấu trúc nữa đó là try to verb. Có nghĩa là cố gắng làm gì đó các bạn nhé. Thế còn try cộng verb in là gì các bạn nhỉ? Try doing là gì ạ? Có nghĩa là gì? Thử. Thử nhá. Rồi. Qua mời chúng mình sang câu số 10 nhé. John hoped to finish two of his essays before the deadline. Vâng. À, hy vọng là ngừng, à, tức là hoàn thành hai trong số các bài luận của anh ấy trước deadline, đúng không ạ? Vâng. Thì đây sẽ phải là finish. Thì đằng sau đó động từ phải verb in. Ta-da! Vậy là chúng ta lại chữa được 25 câu. Hay nhanh câu trong video này rất là nhiều. Nhiệm vụ của chúng mình đó là vẫn là practice, practice and practice. Ok, have a good day everyone. Bye bye.